Trong quý 1 năm 2022, các cấp, các ngành và địa phương ở thành phố Dĩ An đã nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế và xã hội. Đây là cơ sở góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra trong cả năm 2022. Trong quý 1 năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Dĩ An ước thực hiện gần 37.052 tỷ đồng, đạt trên 29% kế hoạch năm và tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 21.822 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt hơn 15% kế hoạch năm. Tổng thu mới ngân sách ước thực hiện đạt gần 736 tỷ đồng, bằng gần 26% dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao và nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Lĩnh vực quản lý về quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên môi trường ngày càng đi vào ổn định. Tất cả các lĩnh vực thì trung bình đánh giá thì khoảng 35%. Trong đó thì có tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thì luôn được giữ vững và đảm bảo, tạo cái tiền đề rất lớn cho đảng bộ tập trung chăm lo cho phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội. Rất nhiều nội dung Dĩ An đang tập trung về kinh tế xã hội. Trong đó những nội dung mà quan trọng đó là khu ngân sách. Nội dung quan trọng tiếp đó là đầu tư công và đặc biệt là công tác quản lý địa bàn. Trên tất cả các lĩnh vực, những gì mà chưa thực sự nề nếp, những gì mà còn có mặt thiếu sót thì Dĩ An sẽ nỗ lực để chấn chỉnh khắc phục, để công tác quản lý nhà nước trước hết là về đất đai, về môi trường, về kinh doanh, về đô thị, về xây dựng chặt chẽ hơn, nề nếp hơn. Có như vậy thì Dĩ An mới sớm hiện thực hóa được cái mục tiêu xây dựng và phát triển Dĩ An trở thành một cái đô thị văn minh. Từ những kết quả đạt được, thành phố Dĩ An đã đề ra những giải pháp trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2022 như tiếp tục thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đồng thời tập trung hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và báo cáo quy hoạch phát triển đô thị của thành phố để tích hợp vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh đó, thực hiện các chương trình về phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, phát triển ngành dịch vụ chất lượng cao để nhanh tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản và tập trung quyết liệt hơn đến giải quyết các vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Nâng cao công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực về đất đai và xây dựng, gắn với công tác cải cách hành chính nhằm tạo những điều kiện tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh lĩnh vực về kinh tế đô thị thì Dĩ An cũng sẽ tập trung quyết liệt cho lĩnh vực văn hóa xã hội. Nhất là trong cái việc mà phòng chống dịch bệnh COVID-19, mặc dù tình hình đã tương đối ổn định, nhưng không vì vậy mà Dĩ An chủ quan, Dĩ An sẽ tập trung để làm tốt nhất, đúng theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Đây cũng là cái cơ sở để người dân Dĩ An an tâm học tập, lao động sản xuất và nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thành phố Dĩ An đang thực hiện các giải pháp đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, xây dựng các phương án, kế hoạch nhằm chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 từ nay đến cuối năm 2022.